Hey, hello xin chào tất cả anh em đã đến với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ cùng anh em chiến với một con app để win đổi thưởng rất lợi tính nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ vào đây mình chơi một con game nào đó ngẫu nhiên để mình xem độ uy tín của nó như nào nha. Thì con Dewin này thì rất chi là nhiều anh em biết đến rồi, ngay cả mình nữa. Thì mình cũng chơi nó được một thời gian, mình cảm thấy nó rất là uy tín nên là mình mới quay cái clip này để giới thiệu cho anh em con game này nha. Thì hôm nay mình sẽ chọn một con game ngẫu nhiên nha. Thì mình sẽ chọn con tài xỉu này đánh nha. Thì tài xỉu này đánh thì rất là quen thuộc với các anh em rồi, và chẳng sẽ lại hết. Mình chỉ làm clip để hướng dẫn cho những anh em nào mới chơi thôi nha, xem cách đi cầu nó như nào nha anh em. Với số hôm nay mình làm vào là 2 củ nha, mình sẽ đánh lên tầm 2 củ rưỡi hay là 3 củ gì đó mình sẽ nghỉ nha. Thì trước khi đánh thì anh em phải đặt mục tiêu cho bản thân mình đánh thì như vậy thì lại nó mới có được nha, dạ lại nó mới dư được trong ví nha anh em. Cầu này đang đây là cầu 1-1 nha anh em. Thì anh em cứ nó mới về xỉu luôn anh em. Anh em mới vô nên là mình đặt nhẹ tầm 100k 200k về tài thử anh em, mình mới vô xem độ uy tín của nó như nào nha. Mình xem nó như nào đó, xem có hên không nha anh em, xem có độ uy tín không nha. Rồi về tài rồi anh em à. Mới vô thì tự nhiên mình chưa biết cầu đi như nào, nhưng mà mình đặt thử cây tài thì rất chi là hên luôn nha anh em. Mới vô mình đã ăn rồi. Đang đi hướng cầu 1-1 nên là anh em cứ theo nó nha. Em cứ theo cầu nó, anh em mình cứ bẻ nha. Anh em nào bẻ là dễ bị toan lắm nè. Đây để mình xem cây này tiếp theo nha. Tiếp theo mình xem độ uy tín nó đi cầu 1-1 hay là nó gãy nha anh em. Rồi về là xỉu luôn anh em à. Cầu rất là uy tín luôn nha. Lại ăn tiếp rồi anh em. Thì mình mới vô nhưng mà mình ăn cũng khá khá đó anh em à. Đây để mình xem, nó đang đi cầu 1-1 nên là anh em cứ đặt đi nha. Đừng có vội làm gì. Anh em đánh thì anh em cứ giữ bình tĩnh cho mình, anh em đừng có vội nha. Đây để mình xem như nào nha. Xem độ uy tín của nó như nào nha anh em. Rồi về là xỉu luôn. Hết rồi, hết uy tín rồi nha anh em. Thì cái con game này thì anh em đánh anh em cứ từ từ bình tĩnh, giữ vững tâm lý mà anh em đánh nha. Anh em đừng có vội làm gì nha. Để mình đoán cái này như nào nha. Cái này mình chắc chắn 70% nó sẽ về xỉu nha anh em. Em cứ đánh hơi mạnh tay một xíu. Cái này mình đánh hơi mạnh tay nha. Rồi để mình gỡ cái này xem như nào. Về xỉu rồi anh em à. Rất chi là may luôn. Cái này thì mình chắc chắn 70% của nó là ăn rồi này anh em. Để xem cái này là gì nè. Ôi về xỉu luôn nha anh em. Cầu này là cầu rất uy tín. Cái này đang đi cầu 1-1 nên là anh em cứ đánh theo cầu của nó là 1-1 nha anh em. Anh em đừng có bẻ làm gì hết nha, dễ bị toan lắm. Cái này thì mình đặt nhẹ 400 thôi nha anh em. Để xem cầu uy tín không nha anh em. Rồi rất là uy tín luôn anh em à, lại trúng rồi anh em. Rồi cái này thì mình cứ đánh từ từ bình tĩnh thôi là mình sẽ ăn được nhiều lên thôi. Cái này về lại xỉu nha anh em. Cầu này là cầu đang đi cầu 1-1 nên là anh em cứ đánh từ từ thôi, đừng đánh với số 4 cao quá. Để xem cái này. Rồi cái này bịp rồi anh em ạ, à, lại toan rồi. Rồi để xem tiếp tục nào. Về lại đánh về lại xíu nha anh em. Đánh anh em phải xác định là tầm 70% thắng thì anh em cứ tự tin mà đánh nha anh em, còn mà trở xuống thì anh em đừng nên đánh bởi vì là khả năng ăn của anh em là rất là thấp nha. Đây đang đi cầu biệt tài nè anh em à, anh em cứ đánh từ từ bình tĩnh tâm lý nha. Với số vốn này thì mình đánh sẽ lên đúng mục tiêu của mình đặt ra như lúc đầu video là mình sẽ nghỉ nha anh em. Để xem cái này nè. Lại tài anh em à, lại ăn rồi anh em à.
cái này mình đi câu biệt nhẹ nhẹ thôi nha anh em. Cái con game này thì mình đã chơi khá là lâu rồi, cho nên là mình khá là tin tưởng về cầu của nó, nên mình lãi là được khá là nhiều rồi, nên là mình mới giới thiệu cho anh em chơi con game này nha. Lại tài rồi anh em à, lại ăn rồi. Con game này thì mình có để dưới phần mô tả để cho anh em tải nha. Rồi mình tạm biệt anh em nha.